chìa khóa vàng để nâng cao rung động lên tần số 5D, theo tiến sĩ Joshua Davidson. 1. Theo tôi, chìa khóa vàng quan trọng nhất là để thấy mọi người, động vật, thực vật và khoáng vật như là Thượng Đế đến thăm bạn trong hình hài vật lý. Xin tất cả mọi người và mọi thứ, kể cả chính bạn, như một hóa thân của cái tôi vĩnh cửu. 2. Chìa khóa vàng đầu tiên dẫn tới chìa khóa vàng thứ hai, đó là tình yêu cho vị Chúa là Thượng Đế của bạn với tất cả trái tim, linh hồn, tâm trí và sức mạnh của bạn, và yêu lấy người hàng xóm của bạn như bạn yêu chính mình. Đó chính là cách thức dễ dàng để thực hành tình yêu vô điều kiện khi bạn nhớ ra rằng Thượng Đế hiển lộ trong mọi hình thức. 3. Chìa khóa vàng số 3 là định nghĩa nổi tiếng về Thượng Đế được đưa ra bởi Đức Thánh Thiện, Đức Samara. Thượng Đế bằng con người trừ đi bản ngã. Cái tôi tiêu cực là dậy núi đứng giữa bạn và tự giác, tự thức. Họ đã self-realization. Để cái tôi thấp hơn của bạn chết đi và bạn sẽ nhận ra cái tôi cao hơn. Trong giai đoạn bắt đầu của đường đạo, bản ngã tiêu cực là người kiểm soát. Ở giai đoạn giữa, bản ngã tiêu cực là hiện thân như là người trên ngưỡng cửa, ảo giác, ảo ảnh, ảo tưởng đã được làm chủ và khuất phục. 4. Ngồi thiền hàng ngày. Cầu nguyện là nói chuyện với Thượng Đế. Thiền là lắng nghe và trải nghiệm Thượng Đế. 5. Cầu nguyện hàng ngày để được sự giúp đỡ từ Thượng Đế, các thiên sứ thăng thiên và các thiên thần của bạn. Thượng Đế và lực lượng của Thượng Đế chỉ có thể giúp đỡ nếu bạn yêu cầu. Tại sao bạn phải tự làm tất cả trong khi quá nhiều sự giúp đỡ? Các lực lượng cao hơn chỉ tiến hóa bằng cách phụng sự. Vì vậy, họ rất háo hức và vui mừng được giúp đỡ. Tuy nhiên, vì tự do ý chí của nhân loại, họ sẽ cần một lời mời gọi để có thể giúp đỡ. 6. Học để dẫn kênh. Thực hành tâm linh này sẽ đẩy nhanh tiến trình tâm linh của bạn lên gấp hàng ngàn lần. Nó không nhất thiết là phải trao truyền bằng giọng nói, nhưng dứt khoát hãy học cách làm thế nào để dẫn kênh với năng lượng tinh thần trong rất nhiều hình thức và cách thức phù hợp với con đường tâm linh độc đáo và riêng biệt của bạn. 7. Học cách giữ cho tâm trí của bạn ổn định trong ánh sáng. Điều này có nghĩa là giữ cho tâm trí của bạn tập trung vào linh hồn và tinh thần. Hầu hết những người tầm đạo và các điểm đạo đồ chắc chắn đã hòa hợp với linh hồn của họ, nhưng chưa có khả năng để giữ được họ ở đó. Đây là công việc thực sự cần thực hiện với sự chú tâm thường xuyên. 8. Học cách làm chủ cơ thể vật lý của bạn và tất cả sự thèm ăn của nó. Đây là chìa khóa vàng để vượt qua cuộc điểm đạo đầu tiên. 9. Học cách làm chủ cơ thể cảm xúc và ham muốn của bạn. Đây là chìa khóa vàng để vượt qua cuộc điểm đạo thứ hai. Đừng để cho cảm xúc của bạn đẩy đưa bạn đi vòng quanh. Bạn là Thượng Đế và bạn phải lựa chọn cảm xúc của chính bạn. Khi chìa khóa vàng này được làm chủ, bạn sẽ có thời gian bình yên nội tâm, thanh bình, niềm vui dài lâu hơn. 10. Học cách làm chủ cơ thể trí của bạn. Bạn không phải là tâm trí của bạn. Tâm trí của bạn là công cụ để tạo ra thực tại của bạn. Đây là chìa khóa vàng để vượt qua cuộc điểm đạo thứ ba, mà dẫn tới sự hợp nhất linh hồn và tích hợp hoàn toàn phàm ngã. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.